Vâng, nông nhân chào mừng toàn thể quý quan khách xa gần đang có mặt trong lễ thành hôn của anh Mạnh Quỳnh và chị Thanh Tâm. Và lần đầu tiên cho các tôi thay lời cho cô dâu và chú rể xin được gửi tới toàn thể hội trường cưới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể hội trường cưới, chú rể Mạnh Quỳnh và cô dâu Thanh Tâm đang sinh sống và làm việc tại đất nước Korea xinh đẹp. Và ngày hôm nay đây, hai anh chị đang tổ chức hôn lễ. Thì ở Việt Nam ta, các cụ cũng đã có câu miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ vâng, miếng trầu và trái câu là những lễ vật không thể thiếu được trong ngày lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Việt Nam ta. Và ngày hôm nay đây, họ nhà trai cũng đã chuẩn bị một chút lễ vật nho nhỏ để tiếp đón họ nhà gái. Và ngay sau đây, xin mời toàn thể hội trường cưới, chúng ta hãy nở một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón hai vị trưởng đoàn và đội lễ tân của ta tiến vào hội trường cưới. Xin mời vỗ tay nào. Dạ vâng, em còn son, anh cũng còn son, hai ta ước nguyện về làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà làm lễ chầu cau. Và giờ đây ta đã có nhau, chầu long cau phượng thắm màu thủy chung. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình cùng bắt tay nhau để cất tình thông gia. Xin mời vỗ tay nào. Và xin trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình cùng lên thắp lên hai ngọn lửa rực cháy trong tim đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, miếng trầu mà quyện với trái cau cho đôi bạn trẻ bên nhau suốt đời. Và ngay sau đây, một lần nữa xin mời hai vị trưởng đoàn hãy bắt tay nhau một lần nữa để cất tình thông gia giữa bên gia đình ạ. Xin mời. Và xin mời vị trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ chính thức chào lễ. Và để đáp lại tình cảm đó, xin mời vị trưởng đoàn của họ nhà gái sẽ nhận lễ. Và xin mời hai vị trưởng đoàn của ta cùng chào và nhận lễ. Xin mời. Dạ vâng, trăm năm chọn lấy một ngày, trăm ngày chọn lấy một giờ, đó chính là giờ hoàng đạo, giờ lắm gạo nhiều tiền. Và nhân danh mặt tổ chức chúng tôi xin trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Mạnh Quỳnh sánh duyên cùng cô dâu Thanh Tâm buổi trưa ngày nay xin chính thức được bắt đầu. Và xin mời một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón cô dâu chú rể tiến vào hôn trường cưới. Và chúng ta cùng đến với tiếng hát của Quang Thắng. Xin mời. Dạ vâng, và bây giờ cho bản nhạc giao hưởng đầy ấn tượng và ngẫu hứng của Okan Anh Tuấn thì cô dâu và chú rể chúng ta đã tiến vào hội trường cưới để cùng ra mắt toàn thể hội trường cưới của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể hội trường cưới chúng ta hãy dành cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Dạ vâng, và ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình, các bạn đội lễ sẽ lên đứng song song cùng cô dâu và chú rể để cùng ghi hình và chụp ảnh lưu niệm trong buổi trưa ngày nay. Vâng, xin trân trọng kính mời. Vỗ tay nào.
Dạ vâng, và xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn và các bạn đội lễ. Và xin trân trọng kính mời và các bạn đội lễ hãy trở về vị trí ngồi danh dự của mình. Và xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể hội trường cưới, về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu có vị trưởng đoàn của họ nhà trai và vị trưởng đoàn của họ nhà gái. Và xin trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn hãy cùng đứng dậy để ra mắt toàn thể hội trường cưới. Xin mời. Vỗ tay ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn. Ngoài ra, còn có rất nhiều các vị quan khách xa gần cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời gian đã về đây để tham dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Đặc biệt, có sự hiện diện của ban nhạc Hương Quê. Và một trăm một trăm lớn dành cho ban nhạc Hương Quê, xin mời! Kính thưa toàn thể hội trường cưới, đúng là nhà ta thì xa thật là xa, nhưng bắc cầu duyên hải cho đôi ta lại gần. Vừa qua, hai họ ở bên Việt Nam cũng đã phân trần để cho hạnh phúc đôi bạn trẻ muôn phần đẹp tươi. Và như chúng ta cũng đã biết, mùa xuân đến không chỉ riêng 3 tháng, mùa xuân về phơi phới bên ta, cho nắng chan hòa giữa ngày đông nắng hạ. Ta vẫn đi dưới trời đông của một ngày đông, và để rồi anh Quỳnh hẹn chị Tâm mãi đợi chờ. Anh đi để dệt những vần thơ, và thời gian không đợi nhưng chị Tâm đợi, và đôi bạn trẻ cứ mãi quấn quýt bên nhau như một buồng tơ. Dạ vâng, thật đúng là đôi ta như thể đôi chim, con đi đằng trước, con gật gù đằng sau. Đôi ta như thể đôi tằm, đã ăn chung một lá, lại nằm cùng một nong. Đôi ta như thể đôi ong, con quấn con quýt, con trong con ngoài. Và đôi ta như thể ván bài, đã đánh thì vứt, chẳng ngại thấp cao. Và trước khi đến tìm hiểu chị Thanh Tâm, quý vị và các bạn trẻ có biết là anh Mạnh Quỳnh của chúng ta đã ước gì không ạ? Dạ vâng, anh đã ước rằng, ước gì em hóa thành câu để anh là mẹ ôm nhau suốt ngày. Ước gì em hóa thành xôi, anh là gà luộc, anh ngồi lên trên. Và ước gì em hóa thành trâu để anh là đỉa, anh bầu vào đùi. Và ước gì anh hóa thành bèo để em là nước, bèo trèo lên trên. Dạ vâng, và để có được ngày vui trọng đại ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã thao thức bao đêm để tìm hiểu. Và cho mãi đến hôm nay, hai trái tim non đã hòa chung nhịp đập. Hôm nay, chị Tâm là sân ga, còn anh Quỳnh là con tàu đã về bến đỗ. Và hai anh chị cũng đã chính thức chọn tháng xem ngày, và chọn đó chính là ngày hôm nay. Và đôi bồ câu trắng tung bay, tơ hồng quấn quýt báo ngày kết duyên. Anh chị cũng đã được chính quyền đăng ký chúc bạn nên duyên vợ chồng, và những gì ao ước chờ mong giờ đây nên vợ thành chồng rồi đây. Ông bà bố mẹ hôm nay, họ hàng bè bạn mừng thay cho mình, và cũng là hạnh phúc gia đình đôi bên cha mẹ sinh thành nên ta, cũng là duyên số thuận hòa ông tơ bà nguyệt để mà xen duyên. Và trong niềm vui hoan ngập tràn hạnh phúc này thì anh Quỳnh mới thật sự cầm tay chị Tâm và nói rằng đôi ta kết tóc xe tơ, hẹn thấy ước nguyện bên nhau trọn đời. Dạ vâng, và một lần nữa trước sự hiện diện của toàn thể quý quan khách xa gần, xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sống mãi mãi trọn đời hạnh phúc bên nhau như dây chầu quấn chặt thân cầu, và tình cảm vợ chồng chưa sâu mặn nồng. Và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin mời. Kính thưa toàn thể hội trường cưới, con đường ngắn nhất để có thể kết nối tình cảm giữa con người với con người chỉ có thể là con đường âm nhạc. Và ngày hôm nay đây thì trung tâm ban nhạc Hương Quê của chúng tôi cũng đã chuẩn bị những ca khúc hay nhất, lãng mạn nhất, gần gũi nhất và mộc mạc nhất để dành tặng cho cô dâu và chú rể nói riêng, cũng như toàn thể quý khách gia gần của chúng ta ngày hôm nay nói riêng. Và mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ một ngày phút cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời toàn thể hội trường cưới cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường với ca khúc rất là dễ thương, ca khúc được mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Và chúng ta hãy chào đón Đan Trường bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Xin mời. Trước tiên cho em gửi lời chúc đến anh chị được trăm năm hạnh phúc, sống tới găng long đầu bạc. Bừng lên trong màn đêm, lúc mình đẹp xinh, nhân duyên cũng thăng tiến. Bên em lòng vẫn cay, trao rằng trong lòng anh cảm thấy cũng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hai em, kề vai bên nhau cùng say sưa phù nàng tiên.
mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh đang nghe lời em nói, rằng anh yêu em, yêu ngày lúc ban đầu, ngày nào mình quen nhau. Em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Bỏ tay trong ban đêm lúc mình đẹp tim nhưng không khắc ghi đây em lòng khắc ngay cao dòng trong lòng anh làm ngày cùng say mình yêu nhau đi và yêu nhau hai em kề vai bên nhau cùng tay xưa cùng nhạc sinh mình vui đêm nay và trao nhau trong lòng say. Yêu ơi, tình anh ngàn ngàn lời em nói, rằng anh yêu em, yêu ngày phút ban đầu, tình cảm mình quen nhau, trong anh mắt em trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi. Tình và mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Bố thấy đó. Tá bom.